Đó, tức là em đẩy qua. Em đẩy qua thì đó, nếu mà bệnh nhân đau cái vùng khớp vùng đòn là vùng viêm hoặc là thoái hóa khớp vùng đòn đó, đó được cái gọi là biện pháp chéo tay con lực đó. Rốt làm chết tức là chéo tay con lực, chéo cánh tay con lực được rồi đó. Rồi, vậy thì khi mà em gặp một bệnh nhân bị đau vùng vai cánh tay đó, thì em hỏi coi là có chấn thương không chấn thương. Tại khớp vai hay là ngoài khớp vai, nếu tại khớp vai thì có thể là khớp cổ chạm cánh tay hay là ngoài khớp cổ chạm cánh tay. Nếu đủ khớp cổ chạm cánh tay thì cần phân biệt vật lý chóng xoay và tiếng bắt chẹt nó khớp viêm tiếng khớp bất vững, thì cái bài này là cái bài tổng quát em về cho coi đó. Này là chúng em chuyên khoa nhiều hơn và khi mà tiếp cận có thể những tình huống xảy ra. Rồi đây là cái sơ đồ ha, cái sơ đồ mà thì em sẽ suy luận để coi cái cuối cùng nó là cái gì. Đây tại khớp vai đây là cái sơ đồ. Rồi đây là mai mốt em đi học tiếng quan em sẽ được ăn về cái bài này, tức là trên phim tiếng quan này những cái thành phần là cái nào cái nào. Đó, đây là những cái xương thường gặp vùng vai, cái xương đòn, cái cổ thôi, cái bó động lớn, cái xương vào vai, cái xương cánh tay, đây là những cái xương thường gặp. Chưa? Đây là những trận khớp thường gặp, trong đó là trận khớp vai hay gặp nhất. Trận khớp vai hay gặp nhất và trận khớp vùng đòn hay gặp cái gì? Và trận khớp vùng đòn ít gặp hơn ha. Đây là những bệnh lý hay gặp. Đây là những bệnh lý hay gặp ở vùng vai, ví dụ như hội chứng bắp chèn, viêm nát cơ chóp xoay, viêm chật đứt cơ nhiều đầu, viêm khớp vai, viêm chi khớp vai, hội chứng đó là viêm dưỡng. Học chuyên ngành là phẫu thuật chuyên khoa. Đây là những cái bệnh lý em hay gặp. Năm mươi phút em học chuyên khoa xong thì sẽ học được cái này. Đây là những cái tham khảo nhé. Tham khảo của trường em thì học cũng phải đọc bản sách ha. Đó, đây là những cái tham khảo mà sẽ đọc của trường em đó. Cảm ơn. Được rồi, cảm ơn.